Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, đối với 5 phường có dịch ở cấp độ 2, Ủy ban nhân dân quận đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng các hoạt động và cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ. Theo đó thì 5 phường Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Trống, Tràng Tiền và Hàng Bạc được đánh giá là có dịch ở cấp độ 2 nên được điều chỉnh một số hoạt động tương ứng với cấp độ dịch. Cụ thể, đối với một số hoạt động tập trung trên 30 người, quận Hoàn Kiếm khuyến khích làm trực tuyến. Trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp thì phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch và báo cáo Ủy ban nhân dân quận phê duyệt trước khi thực hiện. Đối với các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà, chỉ được phép sử dụng tối đa 50% công suất và không quá 30 người trong cùng thời điểm. Quận Hoàn Kiếm cũng cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách. Chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine, đã khỏi bệnh COVID-19, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Thời gian điều chỉnh trạng thái đối với 5 phường này là 48 giờ, kể từ 12 giờ ngày 8 tháng 1 cho đến khi có phân loại cấp độ dịch mới. Trước đó, vào tối ngày 7 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo đánh giá cấp độ trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tuy nhiên, tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã, thì Hà Nội đang ghi nhận 8 địa phương có dịch ở cấp độ 3, tức là vùng cam, trong đó có quận Hoàn Kiếm. Đối với tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, địa phương này đang ghi nhận 13 phường, bao gồm có Trương Dương, Cửa Đông, Cửa Nam, Đồng Xuân, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ, Phúc Tân có dịch ở cấp độ 3. 5 phường gồm có Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Trống, Tràng Tiền và Hàng Bạc có dịch ở cấp độ 2.